mặc dù sim đầu 088 của Vinaphone và sim đầu 089 của Mobifone chưa được nhà mạng đưa ra giá bán, song trên thị trường đã đang có những lời ra bán rầm rộ trên nhiều trang mạng với mức giá cao từ 650.000 đồng đến 4 triệu đồng. cụ thể mức giá sim đầu 089 của Mobifone là 4 triệu đồng, trong khi đó giá cao nhất của sim 088 là 3 triệu đồng. Các trang mạng giao bán SIM còn đưa sẵn các SIM số đẹp để khách hàng có thể lựa chọn. Trong đó, SIM từ quý, SIM ngày sinh, năm sinh có mức giá chênh nhau từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng. Tuy nhiên, theo nhiều khách hàng, dù đầu SIM 088 và 089 được coi là SIM đẹp, có ý nghĩa phong thủy, nhưng việc bỏ ra số tiền khá lớn như vậy để mua SIM là không hợp lý vì có lẽ mức giá mà nhà mạng đưa ra sẽ không đến mức cao như SIM giao bán trên mạng.